Rồi, hello anh em. Hôm nay mình sẽ bắt đầu giới thiệu cho anh em một cái combo này là mình sắp sẵn cho anh em nha. Thì combo này nếu mà anh em mua, nếu full set như vậy là 17.550.000. Thì full set này nó gồm có những gì và đồ rất là xịn sò luôn. Thì một cục ESO cho Sonic Winner V1, V4 Raw của Winner V1 á, Red Leo full box ha. Rồi 2.500.000 nha anh em. Ok ha. Một cục ESO. Rồi để ở đây đi. Rồi tiếp theo đó là một cái lồng TA hộp đỏ, trái đầu kia là trái FCN bạc red. Mình đã móc sẵn hết cho anh em nha. Đó, cái lồng này bao đẹp luôn. Lồng này đẹp lắm anh em. Cái nước nhôm nó sáng dạ quang 7 luôn ha. Rất là đẹp. Rồi, trái thì mình móc rất là chỉnh chu nha anh em. Đúng trái 65ZZ. Rồi. Một cái đầu super head red leo có tặng nắp chụp cam và cặp cò xịn luôn nha anh em. Thì cái đầu này á, mình nói về vấn đề đầu đi. Đầu này mình gia công theo bài đúng ZZ cho anh em, lỗ hút lỗ xả. Và thay vì xúc bắp theo đầu mình không xài thì ở đây mình xài cái xúc bắp của Red Leo Made in Taiwan nè. Cái bộ là xà đầu dầm đua, cho nên là khi anh em đi tour hoặc là đi giặt đồ kia nó sẽ rất là cứng và bền, cực kỳ cứng luôn nha. Đây là xúc bắp đã được kiểm tra, là được giới thiệu là trên đoạn đôi 12.000 RPM mà bị đụng xúc bắp mà vẫn không rớt nụ, chỉ cong thôi. Xúc bắp này rất là ok nha anh em. Anh em nào chịu chi thì đi cái xúc bắp này rất là ngon nha. Mình bỏ xúc bắp theo đầu ra, mình chơi xúc bắp xịn hơn của Red Leo. Ok ha. Rồi, một họng xăng TA và một cái kim phun mẫu đen á. Mẫu kim đen này rất là chất lượng nha anh em. Đó, mẫu của TA mẫu đen. Rồi, một họng xăng. Rồi, tiếp theo đó là một cây cam Fox RR Racing một cặp. Đó, tặng luôn bánh cam tăng chỉnh ha. Là cây cam này gói rất là mỏng, y như mấy cam Ad Mã Lai mình thường bán cho Fox RR Racing cho anh em á ha. Cam này là bao bố luôn, rất là ok. Và kèm theo đó là một bộ là sơ đầu 4 cái hết nhật nha anh em ha, rất là chuẩn luôn. Rồi, tiếp theo đó là gon của bộ lồng này á, là một bộ ron thao nha anh em, ron xịn nè ngoài nha. À, rất là xịn sò. Rồi, tiếp theo đó là một cái tay dân CNC mẫu mới của Winner và Sonic của TA sản xuất. Đây là thép rế ha, ắc rế đầu kia đầy đủ hết cho anh em, bao nhẹ và đời mới nha. Rồi, một bộ bố không ra bã và bao dợt cho đường đua và đường trường luôn, là bố Red Leo mẫu xanh lá. Một cái bơm nhớt SWR của Đài Loan bao xịn sò. Một cái tăng chỉnh để anh em gắn lên hầm xăng vậy ha, tăng chỉnh ganh ti cho dễ. Còn một bộ bố phíp sắt, một bộ phíp sắt CTR Thái Lan chính hãng. Rồi một bộ là xoa nồi 2.8 mình đi cho đế nồi zin. Thì khi nguyên bộ nồi này sắp lên, anh em chỉ cần lau lại cái mặt đế zin của bộ lò xo mình là đi 4 cái này bao bay luôn 2.8 lần. Trong khi đó anh em đi 5 lò xo 2.6, nhưng mà này 2.8 là đi lên đế nồi zin nó sẽ ok hơn. Nhiều người thì thích đi 5 lò xo, nhiều người thì thích đi là 4 lò xo, nhưng mà mình riêng mình thì thích đi 4 lò xo hơn. Thì anh em nào cần thì cứ việc liên hệ trực tiếp cho mình nha. Tất cả đều đầy đủ hết như vậy. Nguyên một con set xịt sò của 65 và 62, còn đây là 65 của Winner và Sonic. Đó, rất là ok luôn, đã gia công sẵn hết luôn. Lay 17.550.000. Ok, cảm ơn anh em ủng hộ.